cũng đã lâu lắm rồi cũng không có về nơi đây để phục vụ cho quý vị. Và một ca khúc đầu tiên, Baby xin được gửi đến quý vị một ca khúc rất quen thuộc, ca khúc có tên Gửi cho em. Xin mời quý vị cùng. Em xin cái mic lớn hơn xíu anh ơi. Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm qua mọi người đã nghe cái viên trắng cái chân này hát rồi đúng không ạ? Hôm nay thì tới chị đi nha. Cũng cổ mũi thiệt tình như hôm qua rồi không ạ? Trải qua, mình sẽ tác cho mình sẽ gọi thật sự quý vị cùng thưởng thức ạ.